Dạ, em tên là Lê Văn Ba, em năm nay 27 tuổi và em đang làm công việc là nhân viên kinh doanh và kỹ thuật điện ạ. Thì ai gặp em cũng kêu bằng ba hết chứ. Người lớn cũng gặp ba. Dạ vâng. Đúng không? Dạ đúng. Bạn gái mới gặp kêu ba. Rồi anh của ba tên gì? Em quan trai tên Phong. Nếu mà ghép lại thì là Phong Ba. Trời đất ơi. Tôi đi nhiều chị. Dạ chào chị. Dạ trời. Phong đó. Dạ, em còn anh tên Phong đó. Có em không? Có em gái ạ. Tên Dung. Hết hồn tưởng Phong Ba rồi tới bảo tán. Không, nhưng mà nó có đứa anh trai đó. Đứa anh trai em có yêu chưa? Anh trai em thì có gia đình rồi ạ. Có rồi hả? Tưởng đâu chưa có ghép với Lan là Phong Lan. Hồi nhỏ lớn đi học có bao giờ gặp cái sự cố gì cái tên mình không? Những cái chuyện gì mà nó mắc cười liên quan tới cái tên mình á? Có rất nhiều. Tức là cái tên của em thì bị biến đổi rất là nhiều thành rất nhiều cái biệt danh. Em bị gọi là Tam Mao nè, Ba Tây. Ba Tây nghe đỡ, nó kêu ba Bích mệt. Có ai kêu ba Trận không? Em còn nghĩ. Trời ơi, mai tôi có thể có duyên quá hả? Cũng từng có nhưng mà người ta chỉ gọi cho vui thôi. Nhưng mà đặt cái tên ba đúng là công nhận ba em cũng khôn thiệt. Cái tên độc nhất vô nhị đó chứ bộ. Nói cho vui thôi. Trời ơi, áp đảo em quá ha em. Em gái, em giới thiệu mình cho mọi người biết đi. Em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Bùi Thị Hoàng Thanh và em sinh năm 1992, năm nay 30 tuổi. Em đang sống và làm việc tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là Thanh đọc sách là nhiều lắm á Thanh hả? Dạ cũng tương đối thôi ạ. Nhưng mà nói rõ hơn là Thanh kia 30 tuổi đúng không? Ba nhỏ hơn Thanh. Có trở ngại gì không ba? Chắc không đâu ạ. Ba mà sợ gì? Không có ngại gì chứ. Thanh ưu điểm, khuyết điểm sao Thanh? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người và sống tích cực. Hay quá. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì cái về phần nấu ăn thì có hơi yếu xíu. Cho nên chắc đó cũng là một cái trở ngại. Không sao đâu Thanh. Không sao hết. Thật ra là nấu ăn yếu xíu không sao, quan trọng là mình mạnh thế mạnh hay khác. Điểm mạnh điểm yếu của ba thế nào ba? Dạ em, điểm mạnh của em thì không thích nhậu, không hút thuốc và không biết chơi bởi vì nhiều. Rồi em biết nấu ăn, biết làm việc gia đình. Ba biết nấu ăn ha. Điểm yếu của ba là gì ba? Điểm yếu của em thì em sống rất là kinh, kiểu như em ít chia sẻ, cũng hơi nhút nhát trong vành là nói chuyện với con gái. Nhút nhát vậy mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì cũng có 2 mối tình. Mối tình nào cũng chưa được 1 năm. Sao mà chia tay vậy ba? Lúc đấy thì còn trẻ, chưa được chín chắn. Chưa chín chắn. Để tình hình ba tôi vậy đó. Ba rất là dễ thương nha mọi người. Bây giờ mới nhìn kỹ ba nè. Ba đẹp trai quá. Hai đứa đứng kế bên. Ba Lan. Ba Lan hả? Dễ thương quá. Ghẹo hoài, ghẹo nhỏ hoài, nhỏ bẻn lẻn, nhỏ mắc cỡ. Tôi như là ba đứng kế bên kìa, ba Linh, là ba cũng Linh. Nó dễ thương. Nói nhưng mà dễ thương lắm, em đừng. Ba dễ thương lắm ba. Mắc cười. Để hồi ba chờ con qua đây con nói chuyện. Em nhức đầu. Ba bên anh dễ thương lắm. Dạ. Xin cái đường tình duyên của mình á là sao? Có mấy người yêu rồi? Dạ, thì em hiện tại không phải hiện tại. Em đã trải qua một mối tình chính thức. Dạ, thì trong vòng khoảng 5 tháng. Trời. Dạ, nhưng rồi xong cái dịch nó ập tới luôn ạ. Đây chắc có lẽ là cái mối tình cũng chưa sâu đậm. Đúng rồi. Cho nên là nó sẽ dễ hiểu lầm nhau nhiều có hơn. Có thể là có mấy tháng chưa cái thôi chứ thật ra nếu yêu nhau con Covid thì nó có tồn tại một năm đúng nữa rồi. Người ta cũng yêu nhau. Rồi bây giờ mẫu hình lý tưởng của em gái thế nào? Ngoại hình trước, nói chung là em thích những người nhìn rắn chắc chút xíu. Rắn chắc. Dạ. Cao hơn em. Em hiện tại 1m6 thì cao hơn em khoảng 1m65. Cũng được. Dạ. Rồi gì nữa? Rồi còn tính tình thì phải vui vẻ, hòa đồng. Bên kia vui. Vui lắm. Vui. Nghe nói cái tên đó là vui liền à. Ở nhà nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, xưng tên thôi là thấy đúng vui rồi. Phải. Ba giận em hả ba? Là hết giận. Bực mình lên quạo chửi ba luôn à. Ba tưởng tôi ngán ba hả? Ví dụ vậy. Rồi, không thích điều gì ở đàn ông? Không nhậu nhẹt nè. Không nhậu nhẹt cũng không tính nổi nhưng mà ý là phải có kiểm soát. Bên kia không có nhậu. Dạ, không hút thuốc, không gia trưởng. Ba có gia trưởng nói chung ba? Là suy nghĩ tích cực. Dạ không ạ. Được. Nói chung là được đó. Tôi tham khảo nhà gái thì thật ra nhà trai rất là phái phái nhà gái luôn.
Nhà gái nhìn qua anh chơi, nhà trai cũng phái phái nhà trai luôn. Rất là hợp lý. Hợp nhãn đó mọi người. Bây giờ là tôi hỏi coi nhà gái mình đi với ai nè. Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị đồng nghiệp. À, có các mẹ chị đồng hả? Nghiệp. Dạ. À, chào cô. Dạ, này, cái này khó nhìn nè. Chung thì thấy cháu đây cũng được. Nhưng dạ, mà để coi coi hai cháu tiếp xúc nói chuyện ra làm sao. Dạ, hiền hậu không cô? Dạ, hiền, nhưng mà chưa biết quê quán ở đâu hả cháu? Dạ, con ở quê ở Thanh Hóa. Hiện tại con đang sinh sống ở Sài Gòn. À, dạ, con sống cùng gia đình. Đúng rồi, nó xưng hô gì được á. Tự nhiên mẹ giờ tương lai hỏi nó ba ở Thanh Hóa rồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Và mình biết Hoàng Thanh là hơn 10 năm rồi. Và mình cảm nhận được một cái sự tích cực trong người cô bạn này. Một cái gì đáng yêu lắm. Và một cái sự quan tâm chia sẻ đến mọi người rất là tốt. Trong qua cái chương trình này thì sẽ có được những cái duyên, những cái cơ hội đến với nhau. Và có một người khơi mở được cái tấm lòng, cái tâm hồn của Thanh ra. Rồi, cảm ơn nhà gái. Thực ra là nhà trai tôi đã chịu ngay từ lúc đầu rồi. Dạ, em đi với bạn em ạ. Dạ, em là bạn của ba. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà gái. Em thấy thì bạn gái bên này cũng rất là xinh đẹp, dễ thương. Cũng thấy hợp với ba nên... Bây giờ thôi, mở cửa với cho hai bạn trẻ gặp nhau đi ha. Mở rào. Mở rào. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái món quà muốn tặng cho Thanh. Cái này thì mình cũng thích cái thực quả này thực tế nên mình muốn tặng bạn cái này. Bạn có thể trang trí bàn làm việc hoặc là trang trí trong phòng của mình. Có thể là mở nhạc cho bạn nghe buổi tối, bạn ngon hơn cũng nên. Cảm ơn quà của bạn nha. Rồi đây là quà của Thanh. Dạ, cảm ơn Thanh. Bạn ba đi. Keo. À. Ba đứng kế Thanh thử coi. Nãy Thanh nói cần chàng trai cao mét mấy rồi đó. Thanh tự đánh giá coi hợp lý chứ Thanh về chiều cao đó. Dạ chắc cũng được tại em đang mang dép cao. Bây giờ mình về vị trí ngồi đi. Dạ. Hồi nãy lúc mà mới ra thì em cũng thấy là anh nói rất là tự tin, nói chung là rất là lớn giọng nha, cao nó to rõ. Nhưng mà sau biết riết rồi từ chắc bị rụt rè hay sao á, bắt đầu nhỏ lại. Đúng. Nhiều khi em cũng không nghe được luôn. Dạ. Thì nói chung ấn tượng đầu tiên thì anh cũng hơi nhỏ. Chắc tại em cũng ốm nên nhìn cũng người cũng có ốm. Đúng rồi. Anh thì hơi ốm thật. Trước đấy, tại vì dịch này thì trước đấy là có đi tập gym một chút cho người nó khỏe và to một xíu, nhưng mà dịch bệnh quá thì cũng ngưng được dịch một thời gian rất là dài rồi nên mà người nó bị nhỏ dần đi. Thì em cũng muốn hỏi là anh mình có thích chơi thể thao không? Có, mình chỉ là chơi môn tập chơi thôi, tập chơi môn chết quốc eo á. À, môn đấy mình gọi là thể thao đường phố, hay ra đi tập hít đất xà, chơi xà đơn cho khéo người đợi đợi. À, anh có gì hỏi cứ hỏi đi. Bây giờ mình nói cái cảm nhận về bạn nữ đi, mở rào ra mình thấy bạn nữ làm sao? À, em thấy bạn nữ rất là xinh đẹp ạ. Sáng người thì cũng dễ thương, đáng yêu ạ. Rồi, hồi nãy hai bạn ở đâu đó? Một tuần hẹn như thế nào, cái cách hẹn hò sao, mình trao đổi luôn đi các bạn. Thời gian dành của em như thế nào? Thì em làm chủ yếu là giờ hành chính, 5 giờ là xong. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chỉ trừ những sự kiện thôi nha. Lâu lâu sự kiện thì vẫn có thứ bảy chủ nhật đi làm. Ba nói với Thanh cho Thanh biết về gia đình của mình đi. Thì anh đang ở với gia đình ở Bình Chánh cũng được 13 năm rồi. Nhà em hiện tại là có em, bố mẹ và em gái. Anh hai lấy vợ thì cũng ra ở riêng rồi. Được, còn Thanh? Dạ, thì em hiện tại đang sống với mẹ. Chỉ sống với mẹ thôi. Các chị thì đi lấy chồng rồi. Thế thì khi kết hôn rồi mình đi làm dâu rồi là mình không ở với mẹ được không? Dạ thì cái vấn đề này thì cũng có nói trước rồi. Thì con gái đi lấy chồng thì vẫn theo chồng. Nhưng mà nếu mà em kiếm được một người mà có thể về và sống chung với mẹ thì cho mẹ đỡ buồn. Nhà Thanh là ở đâu? Dạ hiện tại nhà em ở quận 8. Ba về làm rể được không ba?
Dạ được ạ. Được không? Tại vì bên đây chỉ có hai mẹ con thôi. Lấy chồng thì phải theo chồng rồi đó. 3 triệu làm rể rồi. Nhưng mà có cái nhu cầu là ở rể thì có đồng ý không? 3 triệu rồi. Ba nói 3 triệu giờ ở rể rồi thì... Chị nhưng mà thấy không tự tin lắm nên phải hỏi lại. Quận 8 với ở vị trắng thì cũng không xa nhau lắm thì... Thôi mình nói chứ giờ ở rể cũng sướng mà. Được không? Dạ, được ba? Dạ được. Con nói ba nghe không? Dạ nghe ạ. Rồi bây giờ thì ba lại nắm tay bạn gái mạnh mẽ lên ba. Cái gì mà ngại ngùng vậy? Sắp lấy vợ tới nơi rồi. Đừng có la ba. Em có lạnh không? Không, em có thấy tay lạnh hơn cơ. Anh còn tưởng tới về lạnh về dưới. À... Hát gì đó ba? Nhận thấy là thanh. Anh sẽ nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Hát nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Đại hát ngắn. Thanh hát cho ba nghe đi Thanh. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah. Chú chú. Na 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 na. You're enough, the best to me. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Phải bấm từ trái tim của mình nha. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ là nắm tay chính thức mình hẹn hò rồi đó. Đúng rồi, nắm thế này là xen tay vô nhau. Đó, hai bạn này dễ thương lắm. Hai đứa lấy nhau đẻ con cũng đẹp lắm. Đẹp đôi đó. Đẹp đôi đó. Nét ai cũng nắm đẹp. Nắm chặt tay nhau đừng buông ra nha.